A Di Đà Phật, chùa đang tu sửa nên trăm bề bừa bộn đủ thứ hết, nhưng các anh em ở trong công ty vẫn tiếp tục làm việc với tinh thần thật hăng say. Chúng ta thấy chùa đã được phá ra thật là rộng lớn và đã đóng thành những cái phòng.